Oppo mang phiên bản F11 M-A-Z-V-E-L-S Avenger về Việt Nam, giá 8,9 triệu đồng. OPPO F11 PZO phiên bản giới hạn Marvel S Avenger gây chú ý với màu sắc trên nền màu xanh biển được nhấn nhá bằng hoa tiết lục giác lấy cảm hứng từ bộ giáp của Captain America. Mặt lưng nổi bật với hiệu ứng chuyển màu độc đáo, biến đổi từ màu xanh thép ở giữa đến màu xanh tím ở hai cạnh. Mặt lưng này còn có điểm nhấn ở dòng chữ A đậm sắc đỏ đặc trưng của Avenger. Phiên bản giới hạn này dùng màn hình toàn cảnh panoramic kích thước 6.53 inch FHD cộng không còn tai thỏ, tỷ lệ màn hình trên thân máy 1:9.59. Oppo cũng mang đến cho sản phẩm này khả năng chụp ảnh thừa hưởng từ các dòng cao cấp trước đó, trong đó là hệ thống camera kép thiết kế đặt giữa thân máy khá cân đối, camera kép 48MP cộng 5MP với LENS 6P và khẩu độ f1.79 và tích hợp nhiều chế độ chụp ảnh, trong đó là chế độ chân dung thiếu sáng khi kết hợp giữa chế độ siêu chụp đêm. Ultra Night Mode và Color Mapping, camera AI nhận diện được 23 bối cảnh khác nhau. Đi cùng là camera selfie này có độ phân giải 16 MP, khẩu độ f trên 2.0 và tích hợp các chức năng hỗ trợ chụp ảnh selfie. Ngoài ra, F11 PZO phiên bản Marvel S Avenger còn có dung lượng pin cao 4000 mAh và sạc nhanh VOOC30, đi cùng bộ nhớ lên đến 6GB RAM, 128GB bộ nhớ trong và con CHIPP708 nhân tối đa 21 GHz. Xa Hưng